Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Lời Cảnh Báo của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, dùng để nướng, hấp, định hình, bảo quản thực phẩm, giúp cho món ăn giữ được độ thơm ngon. Với rất nhiều công dụng như thế, lá nhôm hay còn gọi là giấy bạc được biết đến là một trợ thủ đắc lực của các bà nội trợ trong việc chế biến thực phẩm. Phổ biến là vậy, nhưng không phải ai cũng biết giấy bạc có thể gây hại nếu như chúng ta sử dụng sai cách. Vậy thì quý vị đã dùng giấy bạc trong nấu nướng đúng cách chưa? Phải làm như thế nào để tránh được những nguy cơ cho sức khỏe từ loại giấy này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua lời cảnh báo ngay sau đây nhé. Cá hấp giấy bạc, thịt đậu hũ nướng giấy bạc, rau củ nướng giấy bạc. Đây là những món ăn quen thuộc được chế biến cùng với giấy bạc. Và với giá thành rẻ, tiện lợi, sử dụng dễ dàng, nên giấy bạc luôn được ưa chuộng dù nấu ăn ở nhà, tại các quán ăn hay cả những buổi dã ngoại ngoài trời. Tùy theo món ăn và cách chế biến mà sẽ có cách sử dụng giấy bạc khác nhau. Và đa phần giấy bạc thường được dùng hấp nướng thực phẩm. Thế nhưng, ngoài những lợi ích từ giấy bạc, thì hầu hết người bán cũng như người tiêu dùng cũng không biết sử dụng giấy bạc sao cho đúng cách. Chú có bán giấy bạc không? Có. Chú bán nhà rồi chú có biết giấy bạc có khi mình sử dụng với số thực phẩm nó không được sử dụng không chú? Không, cái này nó là quả thực phẩm. Là một cái sợ, những cái đó chắc là không ai dám ăn cái gì. Thường thường là người ta dùng giấy bạc, người ta gói để người ta nướng cá, này, nướng thịt, bỏ vô lò vi sóng hoặc là một số thực phẩm như là đậu hũ này nọ. Thì em cũng nghe nói thôi, còn cụ thể là nó kỵ với cái món nào và khi gói nó lại nướng chung thì nó sẽ gây ra tác dụng không tốt cho sức khỏe thì em không được biết rõ lắm. Giấy bạc dùng để gói thịt, cá, một số loại thực phẩm trái cây. Mình không biết giấy bạc nó kỵ với một số thực phẩm nào, nên mình dùng bình thường. Các chuyên gia cho biết, giấy bạc hiện nay trên thị trường luôn được phủ lớp nhôm oxit có tính bền. Nếu chúng ta sử dụng giấy bạc để đóng gói thực phẩm nguội, lạnh thì rất an toàn. Thế nhưng nhôm là loại phân tử có hoạt tính cao. Sau khi chịu nhiệt thì sẽ dễ dàng xảy ra các phản ứng hóa học hình thành chất hỗn hợp nhôm. Khi đó, vi lượng nhôm sẽ dễ dàng thô nhiễm vào thức ăn, đặc biệt những loại có ướp gia vị đưa vào cơ thể. Khi dùng giấy bạc gói thực phẩm cho vào lò vi sóng sẽ phá hủy giấy bạc cực nhanh. Các phần tử nhôm sẽ càng dễ dàng xâm nhập vào thực phẩm hơn. Bên cạnh đó, việc dùng giấy bạc hấp nướng thực phẩm có chứa tính axit như cà chua, giấm, chanh, trái cây có vị chua hay những loại có tính kiềm như đậu hũ, bắp cải, tỏi sẽ khiến các phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn, khiến thức ăn không chỉ có vị kim loại mà còn gây nhiễm nhôm cho người sử dụng. Khi ăn phải loại thức ăn nhiễm nhôm, người sử dụng có thể dễ dẫn đến loạn chức năng tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Đặc biệt, chúng có thể gây ra tổn hại cho hệ thần kinh như mất ngủ, căng thẳng, giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, ngăn cản sự phát triển của xương và làm giảm mật độ xương, gây thiếu máu, thậm chí giảm chức năng gan, thận. Giấy bạc thường gọi thực chất là làm từ lá nhôm. Thì trên bề mặt lá nhôm thông thường thì nó sẽ có được phủ một lớp nhôm oxit rất là bền để bảo vệ. Cho nên khi chúng ta đựng thực phẩm ở nhiệt độ bình thường thì không sao. Tuy nhiên khi chúng ta dùng lá nhôm để nướng thức ăn thì ở nhiệt độ cao như đấy, như thế thì cái lớp bảo vệ đấy dễ bị phá hủy hơn. Khi mà cơ thể hấp thụ quá nhiều nhôm thì sẽ có thể gây ra những chứng bệnh ví dụ như là bị loãng xương, bị thiếu máu. Một số nhà khoa học thì cũng đang tranh luận việc có thể là nhôm nó có thể gây ra cái chứng suy giảm trí nhớ và trí tuệ. Ngoài ra những người mà có rối loạn chức năng của thận thì sẽ không có đào thải nhôm được tốt thì sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì nhôm nó sẽ bị tích tụ ở cơ thể mức độ lớn. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, cơ thể con người có thể tự bài tiết một lượng nhỏ nhôm. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta thường tiếp nhận lượng nhôm nhiều hơn mức cho phép bởi nhôm có mặt hầu hết khắp mọi nơi, từ các gia vị cho đến thực phẩm, dụng cụ nấu ăn. Chính vì vậy, cách tạo ra món ăn ngon từ giấy bạc sẽ vô tình đưa nhôm từ thực phẩm vào cơ thể nhanh và nhiều hơn bao giờ hết. Đó là chưa kể đến việc sử dụng những giấy bạc làm từ nhôm tái chế. Cơ thể sẽ chứa một số kim loại nặng khác gây hại đến sức khỏe con người. Nếu như mà chúng ta sử dụng những cái lá nhôm, mà những giấy bạc mà không có rõ nguồn gốc thì có khả năng là khi người ta sử dụng, người ta sản xuất cái nhôm đấy từ cái nhôm tái chế thì trong cái nhôm đấy nó sẽ bị lẫn, có thể sẽ bị lẫn những cái kim loại nặng khác thì cũng rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Để hạn chế tối đa những nguy cơ nhiễm độc kim loại từ giấy bạc gói thực phẩm, người sử dụng nên hạn chế sử dụng giấy bạc để hấp, nướng thực phẩm. Thay vào đó, nên sử dụng đồ bằng thủy tinh và sứ để thay thế.
Không dùng giấy bạc để gói thực phẩm có tính axit, có độ chua, tính kiềm. Điều này vừa khiến món ăn có hương vị kém ngon, vừa tạo điều kiện cho ion nhôm xâm nhập vào cơ thể nhanh nhiều hơn. Ngoài ra, chúng ta cần lựa chọn mua, sử dụng giấy bạc ở những cơ sở uy tín, có thành phần nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, không nên ăn đồ nướng nói chung một cách thường xuyên. Mỗi tuần chỉ nên ăn 1 đến 2 lần để cơ thể thải hết độc tố, tránh tích tụ lâu dài, ảnh hưởng sức khỏe. Thưa quý vị, giấy bạc có những hữu ích nhất định cho nên chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng cần phải sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Và tốt nhất là nên dùng giấy bạc gói thức ăn để bảo quản trong tủ lạnh thì sẽ giữ được mùi vị của món ăn, hạn chế việc sử dụng giấy bạc trong nấu nướng. Khi cần phải sử dụng thì nên tránh bọc các loại thức ăn có tính axit, tính kềm như là trái cây có vị chua hay là món ăn có giấm. Và đặc biệt là khi mua giấy bạc thì quý vị nên lựa chọn những sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng như là những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ để đảm bảo an toàn. Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, sở hữu một vóc dáng đẹp luôn là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Chính vì thế, vấn đề cân nặng luôn là nỗi ám ảnh cho những người thừa cân. Tuy nhiên, việc giảm cân sao cho phù hợp với sức khỏe đòi hỏi phải có nhiều kiến thức. Thực tế, vẫn còn khá nhiều người chủ quan mua các loại thuốc giảm cân cấp tốc được bán tràn lan trên mạng thông qua những lời quảng cáo hấp dẫn rồi sử dụng tùy tiện mà không có sự tư vấn hướng dẫn từ chuyên gia y tế. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe của người sử dụng. Lời cảnh báo hôm nay sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Giảm cân an toàn hiệu quả, không tác dụng phụ, giải độc lợi tiểu, đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể. Đây là lời quảng cáo hấp dẫn về các loại thuốc giảm cân đang được bày bán tràn lan trên mạng xã hội. Sản phẩm này được giới thiệu là làm từ 100% thảo dược thiên nhiên dưới dạng viên, với mẫu mã và nguồn gốc khác nhau như Thái Lan, Nhật Bản. Sản phẩm này được người bán quảng cáo với công dụng giảm cân một cách tự nhiên, giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn tốt, làm ức chế sự hình thành các khối lượng chất béo trong cơ thể. Thế nhưng thực tế, đã có rất nhiều nạn nhân khi sử dụng thuốc giảm cân cấp tốc đều cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Mình mua thì tự mình tìm kiếm trên mạng, lúc đó là mình mua trên Facebook. Giá được đề ra đó là 250.000. Trên đó nó hướng dẫn sử dụng mình đó là nhịn bữa sáng, uống thuốc mỗi ngày một viên. Lúc ăn vô á, lúc uống thuốc á, lúc đó là khoảng 7 giờ sáng á, thì mình thấy bình thường à, nhưng mà nửa tiếng sau thì mình bắt đầu chóng mặt, nhức đầu, xong đó là tới ói mửa, chóng mặt nhức đầu liên tục vậy luôn á, thì mình thấy đau bao tử luôn, mình bắt đầu ngưng sử dụng. Nếu như chúng ta uống các thực phẩm chức năng giảm cân trên thị trường mà chúng ta có các triệu chứng sau, và hầu như 100% các bệnh nhân khi tới khám với chúng tôi đều có triệu chứng giống như vậy. Tức là khi uống hoặc là khi uống thuốc, uống trà, thậm chí là các loại jelly nhập khẩu thì có chung một triệu chứng là bệnh nhân không buồn ăn, khát nước, khô họng, cảm thấy người rất là khó chịu, chóng mặt, say sẩm. Có người nhiều khi lâng lâng, khó ngủ, tim đập nhanh, hồi hộp, và bệnh nhân cảm thấy buồn ói, rất nhiều triệu chứng khó chịu. Chỉ là nhẹ hay nặng tùy cái hàm lượng mà của cái thuốc được trộn ở trong đó. Tôi vừa nói tới thuốc, tức là điều đó có nghĩa rằng các triệu chứng mà chúng ta đang nghe bệnh nhân kể là nó thường do một cái loại thuốc hoặc một nhóm thuốc. Thuốc đó là thuốc mà người ta hay nói, tức là sibutramine. Sibutramine là một dạng thuốc Tây có tác dụng giảm cân, gây chán ăn, là từng là một cái loại thuốc rất nổi tiếng vào những năm trước năm 2009. Tuy nhiên từ năm 2009 hoặc 2010 tùy quốc gia, nó đã bị cấm bởi vì nó liên quan tới những biến chứng gây chết người, liên quan tới do tim mạch hoặc là do các biến chứng lên các bệnh lý tim khác và gây hở van tim. Thực tế cho thấy nhiều người đã phải nhập viện vì sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Điển hình như vào đầu năm 2019, cô gái 22 tuổi ở Bình Dương phải nhập viện vì suy thận do sử dụng thuốc giảm cân tùy tiện. Khi phóng viên chương trình liên hệ người bán thuốc, người này cho biết khi sử dụng sản phẩm sẽ thấy hiệu quả ngay. Nhưng mà ở tuổi của mình mà mình muốn sử dụng cái loại mà nó giảm vừa phải,
tức là nó giảm từ từ thôi mà vẫn an toàn cho sức khỏe ấy, thì em dùng VPP nhé. VPP VPP thì một hộp của nó là dùng trong vòng 14 ngày, giá là 650.000, nó sẽ giảm được từ 4 đến 7 cân trong vòng 14 ngày đấy. Uống cái này thì nó có tác dụng phụ gì không chị nhỉ? Nhưng mà nó sẽ êm hơn các vòng khác, như là VIP7SS hay là VIP9 thì uống nó sẽ bị mệt hơn nhiều. Cái này là thì em sử dụng thì em chưa dùng bao giờ, thì mấy cái liệu trình này nó sẽ êm, nó cả tuổi mình nó sẽ ít tuổi, chưa cần phải sử dụng đến cái liệu trình nó mạnh quá đã luôn giật đi. Người ta có một cái nguyên lý khi điều trị giảm cân, chúng ta mất bao nhiêu thời gian để tăng được cái cân đó thì chúng ta phải mất tối thiểu phân nửa thời gian đó để giảm cân, không thể nhanh hơn được. Điều đó khi nói ra thì các anh chị nghe sẽ rất buồn, bởi vì như vậy thì lâu lắm. Và bởi vì cái thái độ chúng ta là muốn giảm cân, nôn nóng muốn giảm cân, vì vậy mà chúng ta sẽ nghe những cái lời đường mật. Nhưng những điều đó là không có căn cứ và không có cơ sở khoa học. Người ta chỉ dùng chính bản thân của người ta, nhưng chúng ta cũng không chắc được là cái điều đó là đúng hay sai, có thật sự là như vậy hay không. Chúng ta chủ yếu buôn bán dựa trên niềm tin. Và hậu quả là một số người khi nghe những cái lời sử dụng đó mà đã phải nhập viện vì suy thận, viêm gan cấp và phải trả giá bằng tính mạng của mình. Một số trường hợp khi bệnh nhân của chúng tôi đi đến khám đã kể rằng hàng xóm của họ đã bị chết vì sử dụng thuốc giảm cân. Theo các bác sĩ, hầu hết các loại thuốc giảm cân thường chứa chất methylcellulose, sequilia, tác dụng trực tiếp vào ruột chứ không hấp thụ vào máu. Các chất này khi nằm trong ruột sẽ hút nước, gây hiện tượng đầy bụng, làm cho người dùng thuốc không cảm thấy đói. Điều này khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu, bụng đau, có thể làm cơ thể mất nước. Đặc biệt, việc mất nước đột ngột như vậy thì nguy cơ suy thận là rất cao. Chúng tôi rất là không hiểu được cái mong muốn của mọi người muốn phải giảm cân nhanh vì một cái yêu cầu nào đó. Tuy nhiên chúng ta hãy suy nghĩ và bình tâm lại, và chúng ta hãy nghĩ rằng cái việc chúng ta mập là do chúng ta, và chúng ta phải có cái sự từ từ, bình tĩnh để giảm cân, để mang lại cái sức khỏe tốt nhất. Bởi vì nghiên cứu người ta nói rằng chỉ cần chúng ta giảm khoảng 10% cân nặng, tức là hiện tại chúng ta 60kg, chúng ta giảm khoảng chừng 6kg, thì những cái bệnh lý của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều. Và thực tế là một số bệnh nhân của chúng tôi khi điều trị ở đây có rất là nhiều bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng acid uric trong máu, đủ thứ bệnh hết. Tuy nhiên sau khi giảm cân được khoảng tầm 10-15% cân nặng thì hầu như cái việc sử dụng thuốc đã giảm đi rất rất nhiều. Và gần như người ta một số các bệnh lý thì không cần dùng thuốc nữa. Một trong các tác hại lớn nhất đối với người sử dụng thuốc có thể dẫn tới nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu không được cấp cứu tạm thời, có thể dẫn đến tử vong. Chính vì thế, để giảm cân và có được vóc dáng như ý, thay vì dùng các loại thuốc giảm cân gây nguy hiểm, chị em có thể sử dụng các biện pháp an toàn hiệu quả như ăn nhiều rau xanh, tập thể dục mỗi ngày, tránh ăn đồ ngọt hay thức ăn có nhiều chất béo, vân vân. Hãy đến các trung tâm tư vấn dinh dưỡng, các bác sĩ sẽ khám và tư vấn làm thế nào để đạt được hiệu quả giảm cân như mong muốn mà không gây những tác dụng phụ. Thưa quý khán giả, có thể thấy hậu quả của việc sử dụng tùy tiện thuốc giảm cân là không thể lường trước được. Chính vì thế, khi thực sự cần thiết phải giảm cân bằng thuốc, tốt nhất chúng ta nên tuân theo chỉ định và theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh đó là có chế độ ăn kiêng phù hợp, luyện tập thể lực tích cực. Không nên lầm tưởng về những tác dụng thần kỳ mà thuốc giảm cân đem lại. Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, ở kỳ phát sóng trước, chương trình đã đề cập đến vấn đề giảm cân thiếu an toàn vì sử dụng các loại thuốc giá rẻ bán tràn lan trên mạng, không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, trên thị trường hiện nay còn có nhiều tên sản phẩm thuốc trà giảm cân đã từng được Bộ Y tế yêu cầu thu hồi vì phát hiện có chứa chất cấm gây hại cho sức khỏe, nhưng vẫn xuất hiện công khai trên mạng xã hội, các trang web, trang thương mại điện tử và cả nhà thuốc. Điều này thực sự rất nguy hiểm khi người tiêu dùng không nắm rõ thông tin mà vô tư sử dụng. Để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, mời quý khán giả cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Hồi tháng 2 năm nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã ra thông báo đến người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Goliath Detox do chứa hai chất cấm nguy hiểm là sibutramine và phenolphthalein.
Thời điểm đó, công ty Goliath Detox ở Mỹ cũng đã tự nguyện thu hồi tất cả những lô sản phẩm dạng viên nang còn hạn sử dụng trên toàn quốc. Theo thông tin từ FDA, sibutramine là một hợp chất được sử dụng để giảm sự thèm ăn, thường được dùng trong điều trị bệnh béo phì. Hợp chất này được quản lý chặt chẽ và bị đưa ra khỏi thị trường vào tháng 10 năm 2010 vì lý do an toàn. Thông tin từ Cơ quan Khoa học Sức khỏe Singapore hồi tháng 10 năm 2018 cũng cho biết, cơ quan này đã phát hiện xử lý 4.520 sản phẩm sức khỏe được bán trực tuyến tại Singapore. Trong đó, 90% các sản phẩm này được quảng bá có tác dụng giảm cân và có sản phẩm Goliath Detox từ Việt Nam. Đến tháng 11 năm 2018, Cơ quan Hải quan Đài Loan cũng đưa lệnh cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm chức năng chứa chất cấm, trong đó có 3 sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Từ những khuyến cáo này, tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã có những công văn yêu cầu thu hồi nhiều sản phẩm thuốc trà có tác dụng giảm cân vì phát hiện có chất cấm gây hại sức khỏe, như thu hồi đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà thảo mộc VNT có ngày sản xuất 20 tháng 12 năm 2018, hạn sử dụng là ngày 20 tháng 12 năm 2019 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vi. Song song đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng ban hành quyết định thu hồi hai lô sản phẩm Goliath Detox không bảo đảm an toàn thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Maxi SC. Hai lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe Goliath Detox bị thu hồi gồm lô số 1509-012-408 và 1509-005-781. Yêu cầu thu hồi được đưa ra sau khi kết quả kiểm nghiệm xác định hai lô sản phẩm trên dương tính với sibutramine. Hàm lượng phenolphthalein lần lượt là 4,55mg trên 1 kg và 4,38mg trên 1 kg. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay tại các cơ sở nhà thuốc lớn và bán chủ yếu trên các trang mạng Facebook và trên các trang thương mại điện tử lớn vẫn đang công khai kinh doanh những mặt hàng cùng tên. Có người không nắm thông tin thì vô tư mua, còn người biết thông tin thì hoang mang, không biết chắc những sản phẩm này liệu có nằm trong lô bị thu hồi, có phải là sản phẩm an toàn hay không. Để tìm hiểu thực hư trong giai người cần mua một loại trà giảm cân, phóng viên của chương trình đã đến một hiệu thuốc Tây tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để tìm mua. Ngay lập tức, nhân viên ở đây đã đưa ra sản phẩm cùng tên với sản phẩm nằm trong danh sách những loại bị thu hồi vì chứa chất cấm ảnh hưởng đến sức khỏe. 500 nhưng mà bán 450 rồi. Tại bên em giống như nhập về đảm bảo là cái hạn của nó thôi chị. Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đi đến một cửa hiệu khác, nhưng tại đây lại nhận được câu trả lời hoàn toàn khác về loại thuốc giảm cân mà mình muốn mua. Mấy cái đó uống nó làm cho tim nó đập nhanh, nó mệt. Rồi, thế chúng ta bắt đầu. Chỉ uống bao dài nó khi mà người tiêu dùng mà sử dụng những cái sản phẩm đó đó mà có những cái chất mà đã độc hại, chất mà nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe đó thì nó không có phát tác liền, tức là khi uống rồi thì không có phản ứng liền mà nó sẽ có tích tụ trong cơ thể cho tới một thời gian lâu dài thì nó mới có thể nó phát bệnh. Thì trong trường hợp đó thì người tiêu dùng hoàn toàn là bị thiệt thòi, bởi vì không thể đổ trách nhiệm cho bất cứ ai đó. Do đó chúng tôi thấy rằng đây là một cái vấn đề mà nó hết sức thiệt thòi cho người tiêu dùng, mà cũng không cách này chúng ta thấy chưa có một cái cách giải quyết mà nó để mà lấy lại cái quyền lợi cho người tiêu dùng ở chỗ này. Chất cấm nguy hiểm là sibutramine chính là dược chất được chỉ định để điều trị béo phì với liều sử dụng tối đa 15mg một ngày. Thuốc gây các phản ứng phụ như chán ăn, táo bón, mất ngủ, tăng huyết áp, chóng mặt, lo âu, rối loạn vị giác. Còn chất phenolphthalein từng được sử dụng trong điều trị táo bón, nhưng do các nghiên cứu cho thấy nó có khả năng là chất gây ung thư, nên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấm lưu hành các loại thuốc điều trị táo bón có chứa chất này bán không cần toa bác sĩ từ năm 1999. Sibutramine là một cái hoạt chất mà làm cho cái người tiêu dùng, khi tiêu dùng cái hoạt chất đó vào cơ thể, chúng ta sẽ có một cái cảm giác là chán ăn, không muốn ăn, không thèm ăn nữa. Như vậy thì cái mức năng lượng nhập vào sẽ giảm đi. Nhưng tác hại của sibutramine là trên vấn đề tim mạch rất rõ, đặc biệt nguy hại cho những ai có vấn đề chẳng hạn như là về tăng huyết áp, về rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim, bệnh mạch vành, và thậm chí nguy hiểm hơn là có thể là đột tử
vì tim mạch do sử dụng sibutramine. Và hoạt chất thứ hai đó là phenolphthalein, thì chúng ta thấy đây là một cái hoạt chất hầu như dùng rất phổ biến trong những cái sản phẩm để nhuận trường. Các cái cơ quan kiểm soát bắt đầu phát hiện ra đó là cái hoạt tính sinh ung thư của phenolphthalein. Mình không biết trước được là cái cơ thể mình đang có những cái vấn đề sức khỏe gì đang tiềm ẩn rủi ro, cho nên khi như là giọt nước tràn ly, nếu sử dụng như vậy mà chẳng may lại xuất hiện ra những cái vấn đề về tim mạch, những cái vấn đề về sinh ung thư, những cái vấn đề về đột tử do vấn đề tim mạch vân vân, thì chúng ta thấy rất là nguy hại cho sức khỏe. Hiện nay các loại thuốc giảm cân, trà giảm cân có chứa chất cấm đều đã có những công văn về việc thu hồi, cấm kinh doanh trên thị trường. Những khuyến cáo về sức khỏe cũng đã có. Thế nhưng vì lợi nhuận, vì nhu cầu của người mua, nhiều người bán vẫn bất chấp những nguy hại có thể xảy ra. Thế nhưng, nhiều người đang không biết rằng bản thân đang vi phạm pháp luật khi vô tư kinh doanh một cách công khai trên các trang mạng xã hội. Căn cứ để mà xác định những người mua bán sản phẩm đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó thu hồi vì có chứa chất cấm, thì nếu họ cố tình họ vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng cấm. Thì người nào mua bán hàng cấm thì những cái hành vi là như là mà Bộ Y tế cấm á, thì chúng ta sẽ là xử lý hình sự với cái giá trị mà thu lợi từ đó là 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc là sản xuất những cái hàng cấm này thì ngoài cái việc xử lý hình sự thì còn phải bị xử lý về mặt hành chính. Thưa quý khán giả, việc những sản phẩm có chứa chất cấm dù đã bị thu hồi nhưng nhiều người vẫn vô tư kinh doanh là một lỗ hổng trong việc quản lý hàng hóa của các cơ quan chức năng. Để bảo vệ người tiêu dùng, chúng tôi kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần kiểm tra, rà soát kỹ hơn nữa những sản phẩm nằm trong danh mục bị cấm và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình kinh doanh những sản phẩm này. Đồng thời, mỗi người dân chúng ta cũng cần là người tiêu dùng thông thái để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân mình. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, dạo gần đây, mặt hàng nước rửa tay được tiêu thụ với số lượng lớn bởi nhu cầu phòng dịch bệnh. Vì vậy mà nhiều nhãn hiệu nước rửa tay mới cũng bắt đầu xuất hiện với chất lượng và mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm được sản xuất an toàn, chất lượng được kiểm định, thì cũng tồn tại những sản phẩm kém chất lượng, hàng trôi nổi, đe dọa đến sức khỏe của người sử dụng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Nước rửa tay do nhiều màu sắc, mẫu mã đa dạng, diệt khuẩn sát trùng đến hơn 90%. Còn có nhiều mặt hàng nước rửa tay ngoại nhập, xách tay trực tiếp. Nhưng đâu là loại nước rửa tay an toàn để sử dụng, khi mà trên thị trường hiện nay cũng tràn lan các loại nước rửa tay tự pha chế. Thường mình sẽ chọn nước rửa tay có thông tin, có nhãn hiệu rõ ràng, nó có mùi hương dễ chịu, không quá nồng. Mình sẽ chọn mua ở những cái cửa hàng nhập, những cái nhà thuốc lớn hoặc là những siêu thị. Thường thì đầu tiên là mình sẽ quan tâm đến hãng trước, hãng uy tín, thì mình sẽ chọn những tiêu chí khác, ví dụ như là dựa trên tính sát khuẩn của nó là bao nhiêu phần trăm. Thực ra thì con gái nó sẽ hơi rắc rối một chút, nó sẽ tính thêm cả về tiêu chí về mùi thơm, màu sắc nữa. Thời gian qua, hàng loạt vụ sản xuất, mua bán các sản phẩm nước rửa tay không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đã bị cơ quan chức năng xử lý. Chính là lời cảnh báo đến người tiêu dùng trong việc cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm và nơi cung cấp. Điển hình, đầu tháng 3 năm 2020, đội quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 5.000 chai gel rửa tay đều không có tên và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa, được sản xuất từ một công ty mỹ phẩm ở quận Tân Bình. Cũng trong thời gian đó, công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra kho hàng của một chủ kinh doanh trên địa bàn, phát hiện trên 1.000 lọ xịt sát khuẩn mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Theo khai nhận từ chủ hàng, các sản phẩm trên đều được mua tại nơi khác, sau đó về dán nhãn và bán ra thị trường, thu lợi từ 2 đến 5 ngàn đồng. Có thể thấy, việc nhiều người trục lợi từ dịch bệnh Covid-19 làm nước rửa tay giỏm bán ra thị trường như vậy, không chỉ khiến người dân mất tiền quan, mà còn gia tăng nguy cơ bị lây nhiễm bệnh.
Thông thường, thành phần của dung dịch sát khuẩn bao gồm những chất có tác dụng khử khuẩn như ethanol, isopropanol, chloracidin, chất giữ ẩm glycerin và nước cất, được pha trộn với tỷ lệ phù hợp và trong môi trường đảm bảo đúng quy chuẩn. Thế nhưng thực tế, những loại nước rửa tay giỏm tự chế của nhiều cơ sở hiện nay được sản xuất vô cùng đơn giản. Theo kiểm tra cho thấy, họ chỉ dùng ethanol tức cồn và carbomer tức chất tạo gel và nước cất, bỏ qua các thành phần quan trọng với giá thành cao như glycerin và các chất diệt khuẩn khác. Chưa kể nhiều người tìm mua cồn ethanol để tự làm nước rửa tay khô bán ra thị trường mà không biết rằng có thể mua phải cồn giả kém chất lượng chứa nhiều methanol. Những sản phẩm nước rửa tay này không những không có tính sát khuẩn, diệt virus mà còn gây nguy hại cho sức khỏe. Ngoài ra, việc thay thế cùng methanol trong sản xuất nước rửa tay không chỉ không giúp sát khuẩn mà còn gây ra phản ứng ngược, nguy hiểm đến các bộ phận về thị giác lẫn thần kinh đối với người sử dụng. Bên cạnh đó, một số loại dung dịch rửa tay chứa chất hóa học tạo mùi nhân tạo có thể gây các phản ứng dị ứng, viêm da, rối loạn nội tiết, suy hô hấp, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến việc sinh sản. Vì thế, theo các chuyên gia y tế đã khuyến cáo, phương pháp vệ sinh tay tốt nhất vẫn là dùng nước và xà phòng để rửa hoặc sử dụng nước rửa tay chứa cồn với nồng độ ít nhất 60%. Mặt khác, chính vì rất khó để nhận biết cồn methanol trong nước rửa tay, do đó mỗi người dân đều phải cẩn trọng khi tìm nguồn cung cấp đảm bảo uy tín, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi mua. Bên cạnh đó, mỗi chủ doanh nghiệp hay cơ sở đang lưu hành các sản phẩm nước rửa tay phải kiểm tra các loại giấy tờ chứng nhận đầy đủ trước khi đưa sản phẩm vào thị trường. Thưa quý vị, việc dễ dãi chọn lựa các sản phẩm nước rửa tay không đảm bảo chất lượng sẽ không mang lại hiệu quả phòng dịch như mong muốn. Vì vậy, mỗi người dân cần phải cẩn trọng và lưu ý nhãn mác khi mua hàng, đặc biệt là khi đặt hàng online các sản phẩm nước rửa tay. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, hốc nút dị vật ở trẻ là một trong những loại tai nạn cực kỳ nguy hiểm. Dù đã có không ít những lời cảnh báo về ẩn quả này, thế nhưng mỗi năm tai nạn hốc dị vật ở trẻ vẫn xảy ra. Và từ đầu năm đến nay, đã có những trường hợp trẻ phải nhập viện vì nuốt phải những vật dụng không ngờ tới. Chương trình Lời Cảnh Báo ngày hôm nay sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị khán giả cùng quan tâm theo dõi. Tại Việt Nam, mỗi năm đã ghi nhận không ít trường hợp trẻ gặp nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì hốc nuốt phải dị vật do sự sơ ý của cha mẹ. Mới đây, vào giữa tháng 2 năm 2020, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận một bé trai 6 tuổi ngụ tỉnh Tiền Giang với biểu hiện bụng chướng to, đau thắt. Qua xét nghiệm cho thấy có 3 viên bi nam châm đang hít vào nhau khiến dạ dày và ruột non bị dính chặt, phát sinh hoại tử. Qua dò hỏi được biết nguyên nhân xuất phát từ việc cậu bé nuốt bi nam châm từ mô hình lắp ráp. Có trường hợp phát hiện ngay từ những biểu hiện ban đầu, nhưng cũng có không ít vụ việc nhập viện trễ do xuất phát từ tâm lý trẻ sợ sệt, không dám nói với bà mẹ. Đơn cử vào tháng 2 năm 2019, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Hà Giang đã nội soi cấp cứu, gấp dị vật là chiếc chìa khóa đã rỉ sét dài 4-5cm, nằm trong thực quản của bệnh nhi 6 tuổi. Gắng hỏi máy, bé mới cho hay lúc chơi vô tình nuốt phải. Lo sợ ba mẹ la mắng nên không báo với người lớn. Ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng như là tại khoa Tai Mũi Họng thì hàng năm chúng tôi tiếp nhận hơn 50 ca cấp cứu về dị vật đường ăn, dị vật 50 ca dị vật đường thở và hàng trăm ca là dị vật trong tai mũi họng. Tình trạng nuốt dị vật là một tai nạn hết sức phổ biến, thường gặp ở trẻ nhỏ. Về mặt y học, người ta chia hai loại dị vật mà trẻ hay nuốt phải: dị vật đường ăn và dị vật đường thở. Dị vật đường thở có mức độ nguy hiểm hơn, nhưng nguy cơ xảy ra lại thấp hơn so với dị vật đường ăn. Mình thấy hiện nay thì các bé hóc dị vật rất là nhiều. Còn đến từ nguyên nhân có thể thứ nhất là do các bé rất là hiếu động,
vừa ăn vừa nhảy chạy nhảy nên là rất là cái khả năng hốc dị vật rất là cao. Thứ hai nữa là có thể là do chủ yếu là do các bậc phụ huynh thì không có quan tâm đến con khi mà con còn nhỏ mà để con tự một mình mà ăn những cái thức đồ ăn mà có nguy cơ cao về hốc. Bố mẹ như lo làm gì không để ý tới vật đó, còn nếu như mình quan tâm tới thì trước khi mình muốn thả con mình làm việc gì thì mình tách hết những cái thứ nhỏ đó qua một bên thì con mình nó đỡ có sơ suất, đỡ dướng vào tình trạng đó hơn. Thực tế, bất kỳ vật gì nhỏ dễ dàng đi qua vùng họng cũng đều có thể khiến trẻ nuốt vào. Vì vậy, các dị vật mà trẻ hay nuốt thường đặc biệt đa dạng như đồng xu, pin, ốc vít, nhẫn, các loại hạt, thậm chí là côn trùng. Về bản chất, trẻ nhỏ chưa thể phân biệt được tầm nguy hiểm của các loại đồ vật xung quanh. Do đó, khi cầm nắm mọi vật đều có thể chơi vào miệng. Nhận thức được vấn đề, nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn thờ ơ, mải mê làm việc, nấu nướng, tự để trẻ vừa ăn vừa chơi đùa. Thói quen bón trẻ ăn nhanh và dội cũng dễ khiến thức ăn mắc kẹt nơi hầu họng của trẻ trong quá trình nuốt. Bên cạnh đó, cha mẹ thường ít quan tâm kiểm soát các loại đồ chơi cho con. Tuy nhiên, chính những món đồ chơi nhiều chi tiết dễ khiến trẻ thuận tay nuốt theo quán tính. Ở nước ngoài thì những cái đồ chơi thì người ta ghi rất là rõ ở cái lứa tuổi mà được sử dụng tới cái đồ chơi đó. Còn ở Việt Nam mình nhiều khi mình không có quan tâm. Thì những cái đồ chơi, thí dụ như người ta đã tính toán nó nhỏ thì nó những cái đứa trẻ nhỏ thì không nên sử chơi những cái món đồ chơi quá nhỏ. Thì cái khả năng mà nó hóc hoặc là nó nhét vào cái vùng tai mũi họng rất là cao. Cũng như là cái thứ hai là về phần phụ huynh mà khi mà cho trẻ ăn uống thì đồ ăn phải được chuẩn bị cẩn thận, đặc biệt là cái nhóm trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Cái hệ thống răng miệng trẻ nó chưa có phát triển đầy đủ. Mà khi thí dụ như mình làm sót một cái xương thì trẻ nó sẽ không biết, và khi mà trẻ nuốt vào thì nó sẽ làm một cái dị vật đường ăn. Thậm chí là cái xương nếu mà trẻ sặc nó vào cái đường thở, ở đây chúng tôi gặp rất là nhiều. Với những đồ vật có kích thước bé nhỏ dễ dàng trôi tuột vào dạ dày thì trong nhiều trường hợp sẽ được đưa ra khỏi cơ thể theo đường đại tiện. Nhưng cũng một số khác nằm lại trong đường tiêu hóa và gây nên các biến chứng nặng nề như thủng, tắc đường ruột. Nguy hiểm hơn, với các dị vật kích thước lớn, sắc nhọn, khi rơi vào cuống họng dễ mắc lại ở thanh quản, gây nên tắc đường thở cấp tính, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu đúng cách, kịp thời. Dị vật vùng mũi, vùng tai thì chúng ta đừng có nên cố gắng lấy, mà phải đưa tới cơ sở y tế gần nhất có cái chuyên khoa tai mũi họng. Thì chúng tôi có những cái phương tiện để có thể lấy ra một cách dễ dàng và an toàn. Trong cái dị vật của tai mũi họng thì có cái dị vật họng và dị vật đường thở, thì người ta có một cái nghiệm pháp gọi là cái nghiệm pháp Hemlich, là cái nghiệm pháp mà mình có thể tham khảo thêm ở trên báo chí hay là trên internet. Thì người ta sẽ chia ra cái cách cấp cứu cho trẻ từ cái nhóm trẻ nhũ nhi là dưới 12 tháng tới 2 tuổi, hay là cái nhóm trẻ tương đối lớn hoặc là cái người lớn. Thì cái nghiệm pháp này nó có tác dụng cấp cứu tức thời, nó có thể đẩy được cái dị vật ra khỏi cái đường thở hoặc khỏi cái đường ăn để nó giải quyết cái tình trạng hô hấp cho cái đứa nhỏ. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu tâm đến vấn đề ăn uống lẫn quá trình chơi đùa của trẻ. Đối với trẻ nhỏ, tuyệt đối không đưa hoặc đặt các đồ vật nhỏ, sắc nhọn, nguy hiểm trong tầm giới của trẻ. Không nên cho trẻ cười đùa trong lúc ăn hoặc ăn những thức ăn quá cứng, có nhiều xương thay vì nhỏ mềm, khiến trẻ dễ bị hóc. Khi ăn, cần đặc biệt theo dõi liên tục, đảm bảo trẻ nhai kỹ, chậm rãi. Với những trẻ lớn hơn, phụ huynh cần chủ động giáo dục trẻ về tầm nguy hiểm của các loại đồ vật trên. Đối thoại trẻ với tư cách bạn bè, mềm mỏng, cởi mở. Không nên la mắng trẻ khi sai phạm. Điều này dễ khiến trẻ hình thành tâm lý sợ hãi, lo lắng, là trở ngại lớn trong việc giúp cha mẹ phát hiện khi bé vô tình nuốt, hóc dị vật. Ngoài ra, phụ huynh cần kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các loại đồ chơi phù hợp với độ tuổi, thể trạng cho trẻ. Đặc biệt, nếu nghi ngờ trẻ vừa nuốt phải vật thể lạ, đừng ngần ngại, hãy đưa bé tới bệnh viện trong thời gian nhanh nhất có thể. Thưa quý vị, chỉ cần một vài phút lơ là của phụ huynh cộng với bản tính tò mò nghịch ngợm của trẻ nhỏ khi chơi đùa
thì khả năng trẻ nuốt hốc dị vật là có thể xảy ra. Để tránh những hậu quả đáng tiếc, mỗi bậc phụ huynh cần phải hết sức cảnh giác đối với loại tai nạn này. Ngoài ra thì người lớn trong gia đình cũng cần phải trang bị những kiến thức về cách sơ cứu đơn giản để biết cách xử trí những tình huống xấu. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường ở nước ta có chiều hướng ngày càng gia tăng. Căn bệnh này hiện chưa có thuốc điều trị dứt điểm mà người bệnh phải thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Thế nhưng có những trường hợp người bệnh đã tự ý điều trị bằng kinh nghiệm truyền miệng, thậm chí tin vào các loại thuốc được giới thiệu là thuốc gia truyền hay là thần dược có thể trị hết bệnh. Để rồi sau một thời gian dài sử dụng, bệnh nhân xuất hiện những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Vấn đề đáng cảnh báo này sẽ được đề cập ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Mệt mỏi, kén ăn, buồn nôn, sụt cân nhanh là những triệu chứng mà người bệnh tiểu đường thường hay gặp do sử dụng phải loại thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc và có chứa chất cấm fenformin. Bên cạnh đó, nếu nặng hơn, người bệnh sẽ có biểu hiện thở nhanh, tim đập nhanh, tụt huyết áp, rối loạn tri giác và suy hô hấp. Các biến chứng này có thể nguy hiểm đến tính mạng và dẫn đến tử vong. Theo các chuyên gia, fenformin được phát hiện vào năm 1957, dùng để điều trị đái tháo đường. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, người ta nhận thấy fenformin mặc dù giúp kiểm soát đường huyết nhưng lại gây ra tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng dẫn đến tử vong. Đó chính là nhiễm axit lactic. Chính vì vậy, vào những năm 1970, fenformin dần bị hạn chế và cấm lưu hành ở Mỹ cũng như các nước khác vào tháng 11 năm 1978. Tại Việt Nam, fenformin vẫn lén lút được sản xuất và lưu hành dưới dạng thuốc điều trị đái tháo đường với nhiều dạng thức khác nhau như dạng viên thuốc gia truyền, thuốc tể, tiểu đường hoàng, viên tiểu đường. Tôi bệnh tiểu đường khoảng 3 năm rồi mà tôi uống thuốc này được thấy được. Nên dạo gần đây tôi cũng không có cần kiêng cữ gì hết, không có kiêng đường, cũng ăn được luôn, không có sao hết. Trên thực tế, nhiều người bệnh tiểu đường ngại đến bác sĩ thăm khám mà hay tin và làm theo lời giới thiệu của những người xung quanh về loại thuốc này. Vừa rẻ, vừa hạ đường huyết nhanh chóng và đặc biệt ăn uống thoải mái hơn mà không cần kiêng các loại thực phẩm có chứa đường. Bên cạnh đó, người bán cũng đánh vào tâm lý người bệnh là sẽ hết bệnh. Bởi thường khi uống xong những loại thuốc này, người bệnh sẽ cảm thấy đường huyết rất ổn, ăn uống sinh hoạt trở lại bình thường. Do vậy, nhiều người rất tin và sử dụng. Cái đái tháo đường á, nó là đòi hỏi một cái sự kiên trì và một cái sự phối hợp nhịp nhàng của rất nhiều biện pháp. Ví dụ như là phải chế độ ăn là chế độ mà chúng ta phải chú ý đầu tiên. Ví dụ như là bệnh nhân kiêng đường. Mà trong khi đó thì chúng ta thấy rõ ràng một nghịch lý như chúng ta nói từ đầu là bệnh nhân đái tháo đường người ta rất là thèm đường. Thứ hai nữa là cái chế độ luyện tập thể dục thể thao để làm tiêu hao bớt những cái năng lượng và để tiêu hóa bớt cái phần đường mà nó dư ra. Và cuối cùng mới là thuốc để làm giảm đường huyết. Thế nhưng mà cái quan điểm của một số người Việt Nam á, là người ta ngại đi khám. Cho nên là người ta cứ ra tiệm thuốc hoặc là chỗ nào đó giới thiệu người ta mua. Khi mà người ta sử dụng thuốc thì lại không phải là do các nhà chuyên môn, tức là các bác sĩ nội tiết hoặc là các bác sĩ để hướng dẫn. Mà lúc đó là người ta mua một cách tự phát, không biết rằng là đường huyết của mình là bao nhiêu, nên uống mức độ như thế nào cho nó phù hợp. Và cuối cùng quan trọng nhất đó là người ta mua những cái loại thuốc mà được lạm dụng các cái loại thuốc cấm như chúng ta vừa đề cập đến là fenformin. Thời gian qua, các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một số trường hợp nhập viện sau một thời gian uống thần dược trị đái tháo đường. Có bệnh nhân phải điều trị lâu dài do suy đa cơ quan, hoại tử da, di chứng suy thận, phải lọc máu định kỳ. Thậm chí, có bệnh nhân đã không qua khỏi. Có thể thấy, việc sử dụng thuốc tùy tiện, không rõ nguồn gốc, không theo ý kiến của các chuyên gia sẽ gây nên hậu quả khôn lường. Cái bệnh lý như chúng ta thấy rằng là nó có rất là nhiều biến chứng. Thậm chí khi mà nói đến biến chứng đái tháo đường thì người ta sẽ mường tượng đến một cái chân bị cưa cụt chẳng hạn. Đây là một cái biến chứng mà cũng rất là thảm khốc đối với cả đái tháo đường. Thế cho nên chính vì vậy mà một bệnh nhân đái tháo đường thì tốt nhất là phải có cái sự tư vấn suốt đời của một bác sĩ. Tức là người ta sẽ đi khám, ví dụ như đi khám ở bệnh viện quận cũng được, một bệnh viện nào đó cũng được. Nhưng như vậy người ta sẽ theo một bác sĩ
hoặc là theo một cái khoa, hoặc là những cái bác sĩ chuyên môn suốt đời. Người thầy thuốc sẽ có nghĩa vụ là phải tư vấn cho bệnh nhân đầy đủ các cái vấn đề, ví dụ như là nên ăn như thế nào, nên luyện tập như thế nào, nên sử dụng thuốc như thế nào, và tình trạng của bệnh nhân đang dừng lại ở chỗ nào. Bởi vì một trong những cái biến chứng mà cũng rất quan trọng của cái bệnh lý đái tháo đường đó chính là suy thận để phải chạy thận. Đái tháo đường là bệnh mãn tính. Người bệnh có thể kiểm soát và hạn chế tối thiểu các biến chứng của nó nếu tuân thủ liệu trình điều trị, theo dõi liên tục tại bệnh viện, chứ không có loại thuốc hay thần dược nào có thể trị dứt điểm bệnh. Bên cạnh đó, cần phối hợp với một chế độ ăn hợp lý và tập luyện thể dục phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, các bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý không sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc để tránh gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong. Thưa quý vị và các bạn, trước khi sử dụng một loại thuốc nào đó thì chúng ta nhất định phải tìm hiểu rõ nguồn gốc của nó. Quan trọng hơn hết là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ, không nên tùy tiện sử dụng để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, rau sống là món ăn kèm rất phổ biến trong các bữa ăn của người Việt. Có người thích trụng sơ qua nước sôi, có người lại thích ăn rau hoàn toàn tươi sống để giữ được độ giòn ngon và nguyên giá trị dinh dưỡng. Thế nhưng trên thực tế, rau sống thường chứa nhiều vi sinh vật, nếu không được rửa kỹ hay nấu chín thì rất khó loại bỏ, từ đó gây hại cho sức khỏe người ăn. Vấn đề này rất cần được người dân khi nấu ăn tại nhà hay kinh doanh hàng quán phải hết sức chú ý. Phóng sự cảnh báo ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ hơn điều này. Rau sống là món ăn phổ biến và được ưa chuộng ở nước ta. Rau sống là tên gọi chung cho các loại rau và lá ở dạng tươi sống được dùng làm món ăn kèm theo trong các bữa ăn bữa tiệc. Thông thường đây là các loại rau có thể ăn sống trực tiếp hoặc là trụng chín tái. Sở dĩ rau sống được nhiều người ưa chuộng bởi chúng tươi ngon và giữ đúng hương vị tự nhiên, chống ngán khi ăn với các món thịt, cá, nhiều dầu mỡ. Nhà mình thì hàng ngày nói chung các loại rau thì vẫn sử dụng, nhưng mà rau sống thì một tuần thì một lần. Vì rau xanh là một cái nguồn chất xơ rất là tốt, và ăn rau khi mà nó còn sống thì nó sẽ giúp cho giữ được nhiều vitamin hơn. Mình nghĩ là nó tốt cho sức khỏe của mình, nó có chất xơ rồi nói chung nó cũng dễ ăn. Trong quan niệm của nhiều gia đình ở Việt Nam, khi rửa rau sống thường hay ngâm với ít muối và suy nghĩ làm việc này sẽ làm sạch rau hoàn toàn. Chị Lê Ngọc Tâm Hiền, một người thường xem rau sống là một món khoái khẩu. Mỗi khi mua rau về, chị thường rửa sạch rồi ngâm nước muối khoảng 15 phút trước khi dùng. Theo chị, cách làm này sẽ giúp loại bỏ được hóa chất và vi sinh vật trong rau. Mỗi khi mình mua rau sống về, mình chỉ cần rửa bằng nước sạch, xong rồi sau đó mình ngâm với nước muối khoảng 10-15 phút. Mình thấy vậy chắc là được rồi, chắc là nó đã sạch hết dung sáng hoặc là vi trùng gì ở trên rau rồi. Một người gọi là nghĩ rằng là người ta rửa nước là diệt hết rồi, rửa sơ thôi, hoặc là thậm chí rửa có nước muối dội lên là đã sạch sẽ, không bao giờ bị lây bệnh, thì cái đó là sai hoàn toàn. Cái mà chắc chắn nhất vẫn là ăn rau. Trên thực tế, việc ngâm rau sống trong nước muối trước khi ăn của chị Hiền và nhiều bà nội trợ là cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này không giúp loại bỏ các hóa chất hay vi sinh vật như lầm tưởng. Trong các loại rau sống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh đường ruột. Ngoài việc gieo trồng thiếu an toàn, người dân cũng hay dùng nước bẩn để giữ rau tươi. Trong khi đó, người sử dụng không biết cách rửa sạch rau nên nguy cơ nhiễm dung sáng là rất lớn. Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất người dân vẫn không nên ăn rau sống. Phương pháp ăn chín, uống sôi là cách bảo vệ sức khỏe an toàn nhất. Nếu rửa nước thông thường thì nó chỉ sạch cái chất mẩn mà mắt thường ta thấy, tức là bụi, cát rồi nó trôi ra. Thì lẽ đương nhiên cái đó nó cũng là làm sạch một phần, nó cũng làm giảm nồng độ vi khuẩn. Ngâm nước muối thì với nồng độ muối thật là mặn thì nó sẽ ức chế hầu hết các loại vi trùng và những cái loại virus có thể gây bệnh vào đường tiêu hóa, nhưng mà nó không có diệt hoàn toàn. Còn cái vấn đề đó là dung sáng mà lây qua nước dung thì nước muối không giải quyết. Đáng nói hơn, cách canh tác rau sống xưa nay người trồng đều chuồng sử dụng chất thải từ động vật để tưới tiêu.
Do vậy, các loại rau này thường là nơi trú ngụ của nhiều loại ký sinh trùng nguy hiểm, đặc biệt là sán chó, giun móc. Những loại ký sinh trùng nguy hiểm có thể lây nhiễm qua việc tiếp xúc trực tiếp với da. Bên cạnh đó, việc rau sống thường kèm trong các loại bún phở mang đi cũng là một vấn đề nguy hiểm. Bởi theo thói quen, với loại rau này, người dùng sẽ không rửa lại mà sử dụng trực tiếp. Điều này tiềm ẩn nhiều loại virus, ký sinh trùng khác trên rau mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nếu mà mình ăn trực tiếp cái rau có vi khuẩn đó thì cũng giống như là mình đụng vào đồ của những người bị bệnh, họ đụng rồi xong rồi mình đụng lên miệng mình vậy đó. Mầm bệnh đây tức là những cái con vi sinh vật nó nhỏ bé hơn con mắt chúng ta, phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy. Thì rau sống mà chưa được nấu chín thì nó sẽ tiềm ẩn những mầm bệnh gì. Thứ nhất, tất cả những bệnh lây qua đường tiêu hóa từ tả lỵ thương hàn cho đến vi trùng HP trong dạ dày cho tới viêm gan A, viêm gan E. Để đảm bảo an toàn sức khỏe của bản thân, người dân nên hạn chế và dần dần từ bỏ thói quen ăn rau sống, đặc biệt là trong mùa dịch này. Nếu muốn sử dụng rau sống an toàn, cần tuân thủ những cách sơ chế sau. Khi mới mua về, rau cần được rửa dưới vòi nước chảy 30 giây, sau đó ngâm vào nước muối từ 3 đến 5 phút rồi vớt ra và tiếp tục rửa rau dưới vòi nước chảy thêm 30 giây để ráo nước trước khi sử dụng. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời điểm này, chúng ta nên thực hiện theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế là ăn chín uống sôi, không nên ăn rau sống nếu không biết chắc chắn là rau đã được rửa sạch hay chưa. Vấn đề rau quả còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật cũng cần được chú ý để có cách sơ chế đúng và an toàn trước khi ăn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, niềng răng là phương pháp mất khá nhiều thời gian, tiền bạc và thậm chí là phải chịu đau đớn để có được hàm răng đẹp như mong muốn. Và phương pháp này chỉ được thực hiện bởi các bác sĩ nha khoa. Thế nhưng gần đây, trên mạng lại xuất hiện một sản phẩm có tên là niềng răng silicone, được cho là có nhiều công dụng thần kỳ mà giá cả lại rất phải chăng. Vì thế, không ít người đã tự ý mua về sử dụng mà không lường trước được hậu quả. Vậy niềng răng silicone là sản phẩm như thế nào? Lợi và hại ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng, kể cả những trường hợp răng bất thường, nhiều khiếm khuyết đều sử dụng được. Có công dụng vượt trội, hiệu quả cho mọi lứa tuổi. Đây là những lời giới thiệu theo mô típ khá quen thuộc về niềng răng silicone, khiến không ít người rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Chị TNL ở thành phố Hồ Chí Minh mất tự tin vì hàm răng mọc lệch. Thấy trên mạng giới thiệu về phương pháp niềng silicone tại nhà đẹp và hiệu quả, nên chị cũng tìm hiểu rồi đặt mua về dùng. Tuy nhiên, trong quá trình niềng răng, chị bị đau nhức rất nhiều. Tới bệnh viện khám thì các bác sĩ thông báo chị bị viêm tủy do niềng răng sai cách. Hàm răng đối với mình là một điều thiếu tự tin. Mình có được biết đến thì niềng răng silicone thì giá vừa rẻ lại vừa hiệu quả nữa. Mình có tham khảo thì một sản phẩm như vậy thì giá chỉ có vài trăm ngàn thôi. Và mình có mua về dùng thử thì mình nghĩ là nếu như mình sử dụng không được thì mình chỉ mất có vài trăm thôi. Và sau một thời gian sử dụng thì răng của mình cảm thấy ê buốt và khó chịu. Mình phải mất một số tiền khá lớn để đi chữa trị ạ. Vào vai một người có nhu cầu niềng răng, chúng tôi đã thử liên hệ với một trang web có nhiều bài giới thiệu hấp dẫn về niềng răng silicone. Không hỏi nhiều về bệnh lý, tình trạng răng miệng của khách hàng, người này chỉ tập trung chia sẻ những công dụng thần kỳ của sản phẩm. Vậy bên mình thì có niềng răng silicone chi phí là từ 3-6 triệu. Còn mình theo mà cái phương pháp khác là tới mấy chục triệu lần bạn. Loại răng của bạn ví dụ như là một lệch nè, răng bị hô hay là mớm luôn là mình điều chỉnh được hết bạn ạ. Trên mạng có vô vàn sản phẩm có nguyên liệu là silicone với công dụng niềng răng cũng được rao bán với nhiều mức giá khác nhau. Khi chúng tôi liên hệ với một shop chuyên bán các sản phẩm này thì được nhân viên giới thiệu rất nhiệt tình. Đảm bảo niềng xong là chỉ vài tháng răng hơ một lệch, ca khó thế nào cũng cải thiện 7-8 phần, người lớn cũng hoàn toàn có thể dùng được nhé. Thế nhưng đằng sau những lời giới thiệu nghe như rất chất lượng đó, chúng tôi nhận về sản phẩm chỉ như là một miếng silicone dẻo, không hề có nguồn gốc xuất xứ, không hướng dẫn sử dụng hay tem nhãn giấy chứng nhận sản phẩm được cấp phép sử dụng. Thì niềng răng silicone á, thật ra nó còn cái tên gọi khác nữa, đó là niềng với cái máng mềm hay là khí cụ trainer đó. Thì bản chất của cái khí cụ này là một cái máng cao su bằng nhựa dẻo và có thể là nó đàn hồi. Ưu điểm của nó đó, nó chỉ có cái ưu điểm nổi trội, tức là nó thuận lợi và rẻ tiền. Còn thật ra nó sẽ có rất là nhiều nhược điểm,
và bệnh nhân thường là tự ý mua về điều chỉnh. Phiếu khiếm khuyết đó, nếu mà bệnh nhân tự ý sử dụng và không có chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên môn, thì trong một số trường hợp đó, các cái răng nó có thể bị chấn thương, nó bị lung lay, nó bị tụt nú, nặng hơn nữa là nó bị sai lệch khớp cắn và nó ảnh hưởng khớp thái dương hàm. Có một số bệnh nhân đeo thường xuyên nhưng mà không có đúng cách hoặc là không có phù hợp trên cái ca bệnh đó thì nó có thể làm bật các cái chân răng ra khỏi xương hàm. Thì đây là cái tình huống là rất là nguy hiểm. Nhiều trường hợp cá nhân không thích hợp dùng silicone mà vẫn niềng, gây lồi chân răng, lệch xương hàm, dẫn đến nhiều bệnh lý như đau thái dương, mất răng. Theo các bác sĩ nha khoa, niềng răng chỉnh nha chỉ nên thực hiện khi thực sự cần thiết. Cái máng trainer hay là cái niềng răng silicone này đó, thật ra nó chỉ thường sử dụng cho những cái em bé trong cái độ tuổi còn phát triển và thường là từ 6 cho đến 12 tuổi, tức là cái bộ răng trong cái giai đoạn hỗn hợp. Và thường là nó chỉ điều chỉnh được các cái sai hình rất là nhẹ thôi đó. Và nó cũng phải được theo dõi và chỉ định bởi bác sĩ chuyên môn. Còn đối với người trưởng thành, khi mà đã sau 12 tuổi, cái xương hàm không còn tăng trưởng và phát triển nhiều nữa đó, mà sử dụng, tự ý sử dụng cái trainer này đó, thì thường nó sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ. Và gần như trong cái chuyên môn chỉnh hình răng mặt này đó, thì các bác sĩ không có chỉ định trainer để điều trị cho những người sai lệch mà đã trưởng thành. Thì trong cái quá trình mà công tác đó, bác sĩ cũng từng tiếp xúc và khám cho những bệnh nhân bị rối loạn khớp thái dương hàm. Tức là khi khám cho bệnh nhân đó thì thấy bộ răng hoàn toàn cắn hở, cắn không chạm vào đâu hết. Tức là bệnh nhân không ăn nhai được. Và khi hỏi bệnh sử đó thì mới biết là trước đây đó bệnh nhân bị mốm, rồi tự ý mua cái hàm trainer trên mạng đeo một thời gian. Niềng răng là quá trình lâu dài gồm nhiều bước, nhiều giai đoạn, quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Trước khi áp dụng biện pháp niềng răng nào, chúng ta cần đến bác sĩ thăm khám để biết tình trạng và có hướng xử lý phù hợp. Khi mà mình đi niềng răng, mình lưu ý nè. Thứ nhất, cái chỗ, cái phòng khám đó nó có uy tín hay không. Một cái mà mình tham khảo, ví dụ như là bác sĩ đó trên thị trường như thế nào, thông tin về bác sĩ, chỗ đó có giấy phép hành nghề hay không, đó, những cái thứ đó mình quan tâm. Cái bước thứ hai, khi mình bước vào để mình tư vấn á, thì cái quy trình tư vấn ở đó, các cái bước tư vấn ở đó họ có chuẩn chỉnh hay không. Điều quan trọng là bác sĩ có chụp phim khảo sát hay không, có phân tích cái tình trạng răng miệng trên của bệnh nhân hay không. Bây giờ khi mà mình cái để đưa ra được cái kế hoạch điều trị, thì phòng khám với bệnh nhân có thống nhất được các cái mục tiêu điều trị hay không, và thống nhất các mục tiêu đó thì mình cần có ký một cái bản cam kết ghi nhớ những cái gì mà mình tư vấn. Như vậy, khi muốn điều chỉnh hay xử lý các vấn đề về răng miệng, mọi người cần đến bác sĩ chuyên khoa uy tín để khám và tư vấn. Không nên tin theo những lời giới thiệu thiếu cơ sở khoa học, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Gần đây, nhiều trường hợp bị mạo danh Facebook liên tục xảy ra. Các đối tượng này dùng phương thức tráo trang cá nhân, lồng ghép hình ảnh tạo ra trang cá nhân y hệt chính chủ để kêu gọi góp vốn, vay mượn tiền bạc. Đã có nhiều nạn nhân bị lừa đảo, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhiều hệ lụy khác. Mời quý vị cùng theo dõi Lời Cảnh Báo ngay sau đây để từ đó nâng cao ý thức phòng tránh cũng như những thiệt hại không đáng có. Những bản sao không khác gì bản gốc. Được sao chép công phu từ hình đại diện đến những thông tin giới thiệu bài viết. Nhìn sơ không thể nào phân biệt được. Với những tài khoản được đánh tráo này, các đối tượng tha hồ mạo danh chính chủ, dở các mánh khóe lừa đảo. Bỗng nhiên một bạn thân thời đại học gọi điện thoại hỏi thăm gia đình, sức khỏe, công việc, rồi úp mở về chuyện anh nợ nần, khiến anh NS, tên đã được đọc tắt, ở thành phố Hồ Chí Minh tá hỏa. Sau khi phân trần mọi việc với bạn, anh NS mới biết có người tạo một Facebook giống với Facebook của mình, rồi mượn tiền. Thật ra thì mình có bạn bè của mình nói là mình thiếu 2 triệu đồng, mà thực sự mình đâu có thiếu gì đâu. Thì lúc mà hỏi ra mới biết là có một cái người cũng là kết bạn y chang với tất cả bạn bè của mình luôn, cũng là tạo bài viết, tạo một cái nick y chang của bạn của mình luôn. Nên là kiểu như là mình thấy này nguy hiểm lắm luôn á, không biết đâu mà lần. Đồng cánh gỗ với anh NS, chị HTT, tên đã được đọc tắt, cũng bỗng nhiên trở thành người nợ nần với chiêu trò tương tự. Khoảng một tháng trước thì có một người bạn gửi lời mời cái bạn Facebook với tôi. Nó bảo là Facebook mới tạo của nó. Tôi thấy hình đại diện cũng giống nó cái kiểu nên là không có nghi ngờ gì cả. Xong rồi được 1-2 ngày sau thì nó có gọi điện. Chứ tôi có nói chuyện, tôi thấy giọng hơi khác thì nó bảo là do Covid nên là bị đau họng. Rồi mẹ chập chờ nên tắt luôn.
là nó nhắn tin mượn tiền tôi, bạn thân mà, nên tôi cũng cho nó mượn 3 triệu để nó chuyển khoản gì đó, mai trả liền. Cái xong 1-2 ngày sau thì tôi nhắn tin không thấy nó trả lời, nên tôi có đến nhà thì phát hiện là Facebook bạn tôi bị giả mạo. Check-in liên tục, đăng tải hình ảnh cá nhân, bài viết cảm xúc mọi lúc mọi nơi, cập nhật thông tin cá nhân thường xuyên. Người dùng mạng xã hội đang vô tình tạo cơ hội cho người lạ dễ dàng truy cập vào thông tin cá nhân và nắm được những diễn biến hàng ngày trong cuộc sống của mình. Khi mà người dùng Facebook họ đăng hình lên, đăng hình profile hoặc là up hình lên Facebook, thì những cái đối tượng lừa đảo đó họ sẽ tải những cái hình đó xuống. Rồi họ tạo một cái Facebook giả tương tự như vậy. Thì khi mà người quen của cái người dùng Facebook họ nhìn thấy cái hình ảnh của người quen, rồi họ thấy những tin nhắn, là đôi khi họ nhầm tưởng là cái Facebook giả đó chính là cái Facebook của cái người quen mà trước giờ mình hay trao đổi. Cái rủi ro của việc đó là có thể là người ta sử dụng cái Facebook giả mạo đó để người ta nhắn nhờ chuyển tiền hoặc là đăng những cái tin giả. Chủ yếu là họ dựa vào cái lòng tin của người dùng để mà yêu cầu chuyển tiền đó, thì đôi khi nhiều người nhà già cả tin chưa có check thông tin là đã chuyển tiền cho kẻ lừa đảo rồi. Và điều này trở thành miếng mồi béo bở của tội phạm mạng đánh tráo Facebook để lừa đảo. Chỉ cần sao chép thông tin từ Facebook người khác rồi tạo lập một Facebook mới tương tự là đã có thể thực hiện hành vi trục lợi lừa đảo. Để mà tránh những cái tình trạng lừa đảo thì những cái cơ bản khi sử dụng Facebook là khi mà share thông tin á, thì mình chỉ nên là share trong những người bạn, trong cái nhóm bạn Facebook mà mình biết, không nên chia sẻ public. Thứ hai là chỉ nên kết bạn với những người mà mình quen, không kết bạn nhiều, và những người mình không biết mình cũng kết bạn. Để mà tránh trường hợp mà đánh tráo Facebook á, thì trên Facebook bây giờ họ có đưa ra cái tính năng là bảo vệ trang cá nhân, rồi có thông qua những cái thiết lập về quyền riêng tư, thì trên giao diện của ứng dụng Facebook họ cho thiết lập là bảo vệ trang cá nhân của mình. Như vậy thì những người mà không quen, tức là không phải là friend trong cái danh sách đó, thì khi họ vào họ vẫn thấy được cái hình đại diện, nhưng mà họ sẽ không có download về máy được để họ làm giả trang Facebook. Các vụ cài mã độc rao bán thông tin người dùng đánh tráo Facebook ngày càng diễn biến phức tạp, khiến yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân trở nên cấp thiết. Do vậy, mỗi người dùng mạng Internet cần cẩn thận và tự trang bị kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân để tránh những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, các phương thức lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Để đề phòng, người dân không nên cung cấp các thông tin liên quan giấy tờ tùy thân dưới dạng ảnh, file PDF trên không gian mạng, vì các thông tin này có thể bị đối tượng xấu lợi dụng để chiếm đoạt và giả mạo các tài khoản mạng xã hội nhằm thực hiện vào những mục đích bất chính. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, gây thiệt hại tài sản của cá nhân, mà bạn bè người thân cũng có thể bị ảnh hưởng. Như Thanh kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, môi giới cho thuê nhà không còn là hoạt động xa lạ đối với thị trường bất động sản. Khi sử dụng dịch vụ môi giới cho thuê nhà, khách hàng lẫn chủ nhà có thể rút ngắn thời gian, tiết kiệm được công sức và việc cho thuê nhà, vì thế cũng nhanh chóng. Tuy nhiên, đã có những trường hợp môi giới lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo. Vậy đâu là những chiêu trò từ hình thức này và làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân của kẻ xấu? Mời quý khán giả theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Có nhu cầu thuê nhà nhưng không có thời gian để tìm hiểu và đến xem trực tiếp từng nơi, nên anh NHT đã tìm đến dịch vụ môi giới cho thuê nhà. Sau khi ưng ý với căn nhà phía dịch vụ giới thiệu, hợp đồng thuê nhà nhanh chóng được ký kết với chủ nhà và anh dọn ngay vào nơi ở mới. Mọi chuyện bắt đầu khi anh bị phía môi giới cho thuê nhà bắt trả thêm phí môi giới vào ở. Dù trước đó anh đã trả một khoản phí môi giới, mà theo họ, đó chỉ là khoản phí tìm kiếm, giới thiệu. Nếu ưng ý, anh sẽ phải trả thêm phí vào ở. Đây là khoản phí không được nhắc đến khi anh ký kết hợp đồng với chủ nhà. Không đồng ý trả thêm khoản tiền này, anh liền bị họ liên tục đến dọa dẫm gây rối. Nếu không thực hiện trả thêm phí và dọn đi, anh NHT sẽ mất luôn tiền cọc. Nhu cầu môi giới thuê nhà hiện nay tập trung đa số ở các thành phố lớn. Đối tượng của những kẻ lừa đảo này thường là sinh viên, người lao động có thu nhập thấp,
có nhu cầu thuê chỗ ở nhưng hạn chế kinh nghiệm về việc đi thuê nhà. Hiện nay môi giới cho thuê nhà hoạt động theo hai hình thức: một là thuộc nhân sự làm việc cho một công ty giao dịch bất động sản, hai là hành nghề tự do. Chính vì thế, những rủi ro có thể xảy ra nếu người đi thuê lựa chọn những dịch vụ không có sự đảm bảo hoặc chọn nhầm những công ty không uy tín. Khi tôi không đồng ý trả những cái khoản dịch vụ phát sinh thì bạn ấy tìm tới nhà la hét, nạt nộ, cũng như là có những cái lời dọa dẫm tôi. Thì lúc này thật sự thì tôi cũng muốn trả hết cho xong để tránh những cái phiền phức. Có những loại phí phát sinh khác không có trong lúc trao đổi, lúc họ thu em thì em có phản ứng nhưng mà họ bảo là thu theo hợp đồng đã ký. Lúc mà em xem lại hợp đồng thì đúng là có những khoản phí đó thật, nhưng mà do em tin tưởng nên lúc ký em không có đọc kỹ hợp đồng. Bên cạnh những cái ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ môi giới cho thuê nhà thì còn không ít đó những cái dịch vụ môi giới thì là kém chất lượng, không đảm bảo uy tín. Thậm chí là đội lớp môi giới để thực hiện những cái hành vi lừa đảo. Tôi nói ví dụ như là việc sử dụng những hình ảnh không đúng với cái thực tế của cái tài sản cho thuê đó để làm cho cái người thuê người ta ngộ nhận về cái giá trị mà họ có thể thụ hưởng. Hoặc là họ có thể bơm vào các cái thông tin là về các cái tiện ích xung quanh cái việc thuê căn nhà đó, như là không thu tiền giữ xe, không thu tiền wifi, không thu tiền rác, vân vân. Nhưng mà khi mà họ đã đặt cọc căn nhà đó rồi và khi đến ký hợp đồng thuê thì mới vỡ lẽ ra là có rất nhiều khoản tiền là bất hợp lý họ phải chịu, không đúng như những cái lời có cánh lúc đầu. Thực tế hiện nay không nhiều môi giới cho thuê bất động sản hành nghề tự do có chứng chỉ hành nghề. Các môi giới này lại không thuộc bất kỳ công ty nào nên việc làm giá, thậm chí là lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản vẫn còn xảy ra. Đứng trước những cái rủi ro như vậy thì cái người mà sử dụng dịch vụ môi giới cho thuê nhà cần phải hết sức là tỉnh táo và cảnh giác trước những cái thông tin mà bên môi giới cung cấp cho mình, như là kiểm tra đối chứng một lần nữa những thông tin đó với những cái dữ liệu mà trên internet nó có, tức là mình có thể là so sánh cái khu vực mà mình dự định thuê đó, cái căn nhà mình được môi giới đó, nó có những cái điều kiện tương tự như vậy hay không. Và một cái lời khuyên là chúng ta chỉ đặt cọc thuê nhà khi mà chúng ta đã đi đến thực địa để xem nhà. Và một biện pháp nữa là cần phải xác định cái tính là chính chủ trong cái giao dịch là thuê nhà này. Mặc dù là mình chủ yếu là làm việc với bên môi giới, nhưng mà khi mà đặt cọc thì phải xác định được đó là chính chủ của cái chủ nhà cho thuê. Trong trường hợp mà lỡ rơi vào hoàn cảnh đã bị lừa rồi đó, thì những cái người mà sử dụng dịch vụ này á thì cần phải tìm các cái biện pháp pháp lý để đòi lại cái quyền lợi cho mình, như là khởi kiện cái bên môi giới đòi lại tiền cọc, hoặc là nếu đã có đủ yếu tố để định cái tội danh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản á thì cần phải tố giác tội phạm lôi trừ những cái thành phần này, đội lớp môi giới để thực hiện cái hành vi lừa đảo. Để tránh tiền mất tật mang, thứ nhất là người thuê nên tìm đến những công ty môi giới uy tín, người môi giới có kinh nghiệm. Thứ hai, khi thuê nhà thông qua môi giới tự do, người dân cần chắc chắn rằng người này có chứng chỉ hành nghề do cơ quan chức năng cấp. Thứ ba, người thuê nhà cũng cần tìm hiểu trước thông tin. Cuối cùng, trước khi quyết định đặt cọc thuê nhà, người thuê nên đọc kỹ tất cả các điều khoản quy định thuế phí trong hợp đồng để tránh những phát sinh và rủi ro không mong muốn.